Luận Đại Trí Độ, quyển 58, phẩm thứ 314, khuyến trì, khuyên thọ trì, kinh. Lúc bấy giờ, khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, chư thiên ở các trời, từ cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi sắc cứu cánh thiên, đồng nói lên rằng, chúng ta phải thọ trì đọc tụng thân cận thuyết giảng chánh ước niệm, cúng dường tu tập bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì có thọ trì đọc tụng dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật thì mới được đầy đủ các thiện pháp, khiến các hàng thiên chúng được tăng ích và hàng A-tu-la bị giảm thiểu. Vì có thọ trì đọc tụng dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật thì Phật chủng mới chẳng đoạn diệt, Pháp chủng mới chẳng đoạn diệt, Tăng chủng mới chẳng đoạn diệt. Do vì Phật chủng, Pháp chủng và Tăng chủng chẳng đoạn diệt, nên 10 thiện đạo, 6 pháp ba la mật, 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp mới hiện ra ở đời, nên các quả tu đà hoàn dẫn đến A-la-hán bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo mới hiện ra ở đời. Phật bảo Ngài Thích Đề Hoàn Nhân: Này Kiều Thi Ca, ông nên thọ trì đọc tụng thân cận chánh ước niệm cúng dường, tu tập bát nhã ba la mật. Vì khi A-tu-la sinh tâm cùng với các ông cộng chiến, nếu các ông nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật, thì ác tâm của hàng A-tu-la liền bị tiêu diệt, khiến việc đấu tranh phải chấm dứt. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiên tử hay thiên nữ nào có năm tướng suy hiện ra và sắp phải thọ sanh vào các loài bất như ý, thì ông nên vì họ đọc tụng bát nhã ba la mật, bảo họ nhất tâm đọc tụng bát nhã ba la mật. Nhờ nghe và đọc tụng bát nhã ba la mật mà các thiên tử hay thiên nữ ấy sẽ được tăng ích công đức, sẽ được sanh trở lại bổn xứ và các điều bất như ý liền tự tiêu diệt cả. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật có đại oai lực làm lợi ích cho chúng sanh, nên các thiên tử thiên nữ cùng các thiện nam thiện nữ nào được nghe và thọ trì bát nhã ba la mật liền được sanh công đức và dần dần sẽ được quả vô thượng bồ đề. Này Kiều Thi Ca, chư Phật quá khứ cùng hạng đệ tử đã tu tập bát nhã ba la mật mà được vô thượng bồ đề vào vô dư niết bàn. Chư Phật hiện tại cùng hàng đệ tử cũng tu tập bát nhã ba la mật mà được vô thượng bồ đề vào vô dư niết bàn. Chư Phật vị lai cùng hàng đệ tử cũng sẽ tu tập bát nhã ba la mật để được vô thượng bồ đề vào vô dư niết bàn. Này Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật dung nhiếp hết thảy các pháp, thành văn pháp, bích chỉ Phật pháp, dẫn đến Phật pháp đều y trì nơi bát nhã ba la mật cả. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn: Như vậy bát nhã ba la mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật trừ hết thảy các bất thiện pháp và sanh hết thảy các thiện pháp. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, đúng như vậy. Bát nhã ba la mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại đều do minh chú này mà được vô thượng bồ đề. Chư Phật vị lai cũng sẽ do minh chú này mà được vô thượng bồ đề. Cũng do minh chú này mà thế gian có 10 thiện đạo, có 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, có 6 pháp ba la mật, có 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, có pháp tánh, pháp tướng, pháp như, pháp vị, thật tế, có 5 nhãn, có 4 quả thanh văn, có bích chi Phật đạo dẫn đến có Phật đạo, có nhất thiết trí dẫn đến có nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên có Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập bát nhã ba la mật mà ở thế gian có được 10 thiện đạo, có 4 thiền dẫn đến có nhất thiết chủng trí, có tu đà hoàn dẫn đến có Phật. Ví như có mặt trăng tròn chiếu sáng thì các tinh tú cũng cùng chiếu sáng vậy. Cũng như vậy, vào thời không có Phật, nếu chẳng có các đại Bồ Tát xuất thế thì ở thế gian chẳng sao có được 10 thiện đạo, dẫn đến chẳng sao có được nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng có chư đại Bồ Tát tu tập các liệu phương tiện bát nhã ba la mật thì ở thế gian chẳng có đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, chẳng có nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có bốn quả thanh văn, chẳng có bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo, chẳng có thành tựu chúng sanh, chẳng có thanh tịnh Phật độ. Hết thảy các thiện pháp như vậy đều xuất sanh từ bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được bát nhã ba la mật rồi thọ trì thân cận dẫn đến chánh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật
thì sẽ được vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau. Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật được những công đức gì ở hiện đời? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật thì trọn đời chẳng có bị trúng độc mà phải chết, chẳng bị đau thương làm hại, chẳng bị các nạn nước lửa làm hại, dẫn đến chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại, chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên của đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Nếu phải đến cửa quan thì quan cũng chẳng có khiển trách. Vì sao? Vì nhờ oai lực của bát nhã ba la mật vậy. Nếu phải đến trước vua chúa và các đại thần thì chư vị này đều hoan hỉ tiếp đón, dùng lời lẽ nhu hòa thăm hỏi. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ này thường hành bát nhã ba la mật, thường trải rộng tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh nên có được oai lực như vậy. Này Kiều Thi Ca, do thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm và tu tập bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở hiện đời như vậy. Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi: Bạch Thế Tôn, còn ở đời vị lai các thiện nam thiện nữ này sẽ được những công đức gì? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật thì ở đời vị lai sẽ được đầy đủ bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ sáu pháp ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các thiện nam thiện nữ chẳng bị đọa vào các đường ác, được thân đầy đủ và trang nghiêm, thường được 32 tướng tốt, chẳng sanh vào nhà hạ tiện, thường được hóa sanh vào các quốc độ có Phật. Các thiện nam thiện nữ này có đầy đủ thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cúng dường chư Phật, nghe Phật thuyết pháp. Đến đâu các thiện nam thiện nữ này cũng thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, do thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm và tu tập bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ này được công đức ở đại vị lai như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ phải biên chép thọ trì thân cận đọc tụng chánh ức niệm, cung kính cúng dường tán thán bát nhã ba la mật, phải chọn chẳng ly bát nhã, chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật thì mới có được công đức ở đời này và đời sau, dẫn đến được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Luận: Phật là đấng pháp vương mà còn tán thán người thọ trì bát nhã ba la mật, nên các vị thiên vương đều đồng thanh tán thán bát nhã ba la mật và khuyến dụ hàng thiên chúng cùng tán thán bát nhã ba la mật. Do vậy mà những chúng sanh đã có tín tâm lại càng thâm tín bát nhã ba la mật hơn nữa. Trên đây nói về các nhân duyên tu tập bát nhã ba la mật, tu tập các thiện pháp công đức, làm cho hàng thiên chúng được tăng ích và hàng A-tu-la bị giảm thiểu, khiến ta bảo chẳng bị đoạn diệt, khiến sáu pháp ba la mật cùng các thiện pháp công đức hiện ra ở đời. Bởi vậy nên Phật đã tán thán lời giải bày của vị Đế Thích và nói với vị thiên chủ này rằng: Khi A-tu-la sanh tâm cùng với các ông cộng chiến thì các ông phải nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật, có như vậy thì ác tâm của hàng A-tu-la liền bị tiêu diệt và việc đấu tranh phải chấm dứt. Hỏi: Vì sao Phật chẳng dạy chữ thiên phải thường chỉ tụng bát nhã ba la mật khiến hàng A-tu-la chẳng dám sanh ác tâm? Vì sao Phật chẳng dạy chư thiên khi gặp A-tu-la đến gây chiến phải nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật? Đáp: Vì hàng chư thiên phần nhiều đám nhiễm trong phước lạc, mặc dù biết rõ bát nhã ba la mật có đại công đức, nhưng chư thiên cũng ít muốn thường xuyên chỉ tụng bát nhã ba la mật. Chỉ những lúc gặp A-tu-la gây chiến hoặc trường hợp có nam tướng suy hiện ra thì chư thiên mới hy sinh tâm lo buồn, phiền muộn. Những lúc đó chư thiên mới nhớ nghĩ đến lời Phật dạy, mới nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật vậy. Cũng nên biết nam tướng suy là hoa trên đầu khô héo, mồ hôi nách chảy ra, thấy chỗ ngồi ở thiên giới có ai khác ngồi, thấy nơi thân có giận, thấy chẳng ưa thích chỗ ngồi của mình nữa. Khi hàng chư thiên thấy nam tướng suy hiện ra thì biết rõ mình sắp bị đọa vào đường ác. Trong tình huống này, nếu được nghe bát nhã ba la mật thì liền biết rõ được thật tướng pháp, biết rõ pháp hữu vi là hư dối, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nên sanh lòng tin nơi Phật pháp, khiến tâm được tịch tịnh, do vậy mà giữ được bổn xứ hoặc vãng sanh về một thiên xứ khác thủ thắng hơn, thọ hưởng các phước lạc
mà vẫn tu hành đạo vô thượng. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Bà La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Hỏi: vì sao vị Đế Thích lại nói Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú? Đáp: vì hàng ngoài đạo cũng có nhiều chú thuật, có loại chú thuật sai khiến được các quỷ thần, có loại chú thuật sai khiến được các tiên nhân, có loại chú thuật làm cho người được danh vọng, vân vân. Bởi vậy nên rất nhiều người quy thuận và cúng dường. Này vị Đế Thích bạch Phật rằng: Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú. Vì sao? Hàng ngoại đạo do đức mỏng nên thường khởi sân nhuế tham dục, khởi các bất thiện pháp nên chú thuật của ngoại đạo thường tác hành vào việc ác, khiến phải đọa vào các đường ác. Hàng chư thiên được thọ mạng lâu dài, cũng có chú thuật, cũng biết được tâm niệm của chúng sanh. Thế nhưng chú thuật của hàng chư thiên chẳng sao có thể sánh được với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có đại oai lực tiêu sạch các phiền não cùng các bất thiện nghiệp. Vì Bát Nhã Ba La Mật khiến hành giả đi được các khổ sanh già bệnh chết, lại khiến hành giả được nhiều lợi ích, được trở thành bậc tối tôn trọng trong hàng chúng sanh. Vì Bát Nhã Ba La Mật đưa hành giả vào pháp thân vô lượng thọ và cũng là chánh nhân dẫn đến thành Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại minh chú, cũng gọi là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Đoạn kinh trên đây tán thán Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú do hai nguyên nhân sau đây. Bát Nhã Ba La Mật phá trừ hết thảy bất thiện pháp. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh hết thảy thiện pháp. Bởi nhân duyên vậy nên sau khi tán thán Bát Nhã Ba La Mật, Phật đã nói rằng Bát Nhã Ba La Mật là đại nhân duyên xuất sanh 10 thiện đạo dẫn đến Phật đạo. Phật ví Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật đại phá vô minh như mặt trăng tròn sáng, đại phá màn đêm đen tối. Vì chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh này được duyên lành, gặp được Phật và Bồ Tát như người lữ hành đi trong đêm mà gặp được lúc trăng tròn sáng vậy. Phật xuất thế dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để cứu độ chúng sanh, cũng nhờ lực Bát Nhã Ba La Mật mà chư Bồ Tát được quả báo an lạc, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, liễu đả pháp không mà chẳng chấp không, chẳng chứng quả thanh văn và quả bích chi Phật. Bồ Tát thường phát Bồ Đề tâm giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ, được vô lượng công đức ở đời này và ở cả đời sau, tất cả đều từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra cả.